Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chết tôi rồi mấy bạn ơi, chết tôi luôn rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết tại sao mà Phong hôm nay lại hoảng hốt gọi là như vậy không bạn? Bởi vì á là hôm nay Phong mới vừa qua bên nhà Sammy, Phong không thấy Sammy đâu hết trơn á, hình như là Sammy giận Phong mất tiêu hay sao á. Hôm qua Phong mua hai cái đùi gà cáp xê, sau đó là Phong ăn hết cả hai cái luôn, không chừa cái nào cho Sam hết, thế là Sam giận Phong rồi Sam bỏ nhà đi luôn hay sao á. Trời ơi, lớn mà như trẻ con vậy trời. Bây giờ không biết kiếm Sam ở đâu hết trơn các bạn ơi. Có bạn nào thấy Sam đâu nhớ bình luận cho Phong biết nha. Chứ giờ Sam không có về ra Minh Hao luôn bạn ơi, không biết đi đâu mất tiêu rồi á. Ôi trời, lo lắng muốn chết luôn nè. Ôi, ui, bên kia có cái đó kìa. Ui, cái ơi, cái ơi, cái. Cái ơi. Ê, ôi kìa. Gì mày? Trời ơi, bạn có biết gì không? Hôm nay Sammy bỏ nhà ra đi rồi, tôi không thấy Sam nữa hết trơn à. Bạn có thấy Sam đâu không? Không, trời ơi, Sam là người yêu của bạn, mẹ không kia, mày hỏi mình. Ôi mày gì? Sam biến mất hả? Đúng ơi, rồi. Hồi sáng này giống mình á. Hồi sáng này mình qua bên nhà Sim mình ăn trực bánh của Sim mà mình kiếm bên ngoài không có đâu bạn ơi. Hả cái gì? Qua bên nhà Sim để ăn bánh mà cũng không thấy Sim đâu hết luôn. Hay quá, vậy tôi qua bên nhà tôi lấy hết bánh luôn. Hay quá, Simmy đi mất tiêu à, qua lấy bánh mới được. Ôi trời ơi, trời đất ơi, bả về mà bả phát hiện ra được á là bả quýnh hai tụi mình á. Ôi, ôi nhưng mà khoan, từ từ, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tự nhiên cái hôm nay là cái ngày gì mà hai chị em biến mất cùng một lúc vậy ta? Sammy biến mất rồi Simmy cũng biến mất luôn. Ủa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mình không biết chuyện gì xảy ra bạn ơi, mà hình như ở trong ga Minh Hào kiếm mấy bả cũng không thấy luôn á Kai ơi. Ủa, đi luôn rồi, mấy bả còn up luôn Facebook luôn á, không up Facebook luôn. Từ trong game cho đến ngoài đời thật đều không thấy Sam đâu hết. Chẳng lẽ Sammy giận mình cho nên Sammy bỏ nhà đi, còn Simmy giận Kai cho nên bỏ Kairon đi luôn á trời. Ủa ê, ê, bạn ơi mà bạn biết cái điều kỳ lạ ở đây là gì không? Hả, điều gì kỳ lạ? Đó chính là khi mà mình ra mình kiếm Sim á, cái tự nhiên mình thấy ở đây nó có cái căn nhà gì lạ lạ ngay cái bãi đất trống đó Phong. Ủa ủa cái này là cái nhà gì ta, sao nhìn lạ quá vậy? Ủa mà khoan, tính ra trong làng hay đầu tiên của bọn mình á là nhà của mỗi người sẽ có một màu khác nhau. Nhà của tôi có màu xanh, nhà của Simmy có màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này là màu xanh của ai? Ủa, màu xanh này màu xanh này lạ lắm. Màu xanh này nhìn nó cứ bẩn bẩn mà nó cứ đậm đậm. Đúng rồi, mà có thêm màu đỏ nè. Ủa trong tim mình còn ai màu xanh khác ngoài tôi hả ta? Cái gì kỳ vậy nha? Đâu tôi vô tôi xem coi cái gì kỳ, nhà của ai vậy? Cốc cốc cốc. Có ai nhà không? Cốc cốc cốc. Ủa sao? Mở cửa đi. Không có ai vậy ta? Hay là mình mở cửa mình vô xem thử cái coi. Được, ok. Bạn okay, mở cửa okay. Bên phải đi, mình qua bên mở cửa bên trái à. Rồi ok, 1 2 3. Ui. 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 Cái gì vậy? Cai ơi, hình như đó là Phong cận SDF không? Ê, Phong cận SDF kìa. Ủa, tại sao Phong cận SDF? Ui, nó chạy mất tiêu kìa. Ôi, xong nó biến mất luôn rồi. Ôi trời ơi, bạn ơi, tự nhiên Phong cận SDF là xuất hiện ở trong làng Hero Team. Mà còn xây cái nhà ở trong đây nữa. Cái nhà là nhà gì đây? Mà nhìn cái nhà này quen quen nha, nhìn nó giống y hệt như là những cái nhà an toàn vậy các bạn ơi. Ui, có khi nào cái này là nhà an toàn của Phong cận SD không? Ê Phong ơi, tiện tôi thấy có sự trùng hợp ở đây nè. Sim với Sam hôm nay vừa mới mất tích mà bây giờ chúng ta lại thấy được sự xuất hiện của Phong cận SD ở đây. Không lẽ nào? Chẳng lẽ Sammy với lại là Simmy đã bị Phong cận SD bắt cóc rồi sao? Trời ơi trời, không được, hèn gì á, tôi thấy xây cái nhà ra tôi nghi rồi, mà ở đây còn có cái hố nữa nè. Ôi Kai, có khi nào cái này là nhà an toàn của Phong cận SE đang xây ra để chống lại bọn mình, để có thể mục đích là để bắt cóc Simmy với Sammy không? Ôi, nhiều khi là vậy các bạn ơi, nhưng mà con SE nó nhảy xuống đây được, nhưng mà mình sợ mình với bạn nhảy xuống đây cái mình bạn đăng xuất luôn. Ơi nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta không nhảy xuống thì làm sao chúng ta có thể giải cứu Simmy với Sammy được? Nhiều khi Simmy với Sammy bị bắt ở bên dưới này nè. Thôi không có nhiều nữa, bây giờ á, một á là bây giờ ông sống một mình, hai á là ông xuống giải cứu. Nhanh lên, đi xuống, tôi đẩy ông xuống rồi. Đi xuống, nhanh. Rồi, để tôi xuống chung với ông luôn. Ai, Sim ơi, Sam ơi. Ai, ai da, trời ơi là trời. Cái gì đâu mà cái hố nó sâu dữ vậy ta. Rơi xuống mà từ nãy giờ 8 tiếng đồng hồ mới xuống đến đây á bạn ơi. Trời đúng là, khoan từ, cái gì đây? Ui, what the hell. Ủa, cái chỗ này chỗ nào không ơi? Ủa trời, ai da, đâu quá. Ủa, cái gì vậy? Ủa ai đây? Ủa the hell? Mai đen. Ủa trời, ông là Mai. Ông là ông Mai đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao nhớ chơi Play Together mà sao tự nhiên bây giờ chuyển qua chơi Minecraft luôn vậy ông nội? Trời ơi là trời, nãy giờ tôi đi ngoài tôi thấy tôi
tôi đi ở ngoài tôi thấy mấy ông đang đi nè, tôi tưởng là đi chơi nên tôi đi theo nè. Ủa trời ơi, đi chơi gì mà đi chơi ba, tính ra là bọn tôi đang đi tiêu diệt quái vật. Ôi một con quái vật rất là đáng sợ luôn á, thì ông đi theo bọn tôi chi vậy? Ủa, đi tiêu diệt quái vật hả? Ờ đúng rồi, tiêu diệt quái vật. Cho tôi về đi. Không được, không được. Tính ra là ông xuống đây với bọn tôi rồi, là ông phải ở đây chung với bọn tôi luôn. Trời may quá, tưởng là có mỗi mình tôi với Kairon. Ai về đâu có thêm ông xuống đây, ông sẽ đi theo bọn tôi để tiêu diệt phụ tôi luôn. Trời khỏe khỏe. Hay quá, tự nhiên có người giúp đỡ ông ơi, cũng có người giúp đỡ. Trời, tôi cứ tưởng đi chơi mà, tôi đi chơi cho tôi đi chơi mà. Hả? Thôi đi chơi cái gì, thôi bây giờ tôi nói ông nghe nè, ông cũng lỡ xuống đây rồi, bây giờ ông không đi theo bọn tôi là ông không về nhà được đâu, hiểu không? À rồi rồi ok. Vậy bây giờ tụi mình đi tiêu diệt quái vật đi. Đi. Rồi ok rồi. Ok bạn ơi. Vậy là bây giờ không phải chỉ có mình với Kairon không nha, mà sẽ có thêm bạn Mai Đen nữa nha các bạn nha. Trời ơi, hợp lý. Được rồi. Ok, bây giờ tôi nói cho ông nghe nè Mai, hiện tại chúng ta đang ở trong một cái nhà an toàn của một con quái vật. À, có thể nói là quái vật cực kỳ đáng sợ luôn, đó chính là phong cận SE. Con quái vật này nè y hệt như tôi luôn, nhưng mà có điều nó là một cái sinh vật rất là ác độc, hiểu không? Quên mất. Từ nãy giờ xuống đây tôi để ý nè, Kairon lại đây nhìn nè. Hình như ở chỗ này tôi thấy là nó đang có gọi là mấy cái phong cận khác nè, hình như là trời quá trời phong cận luôn. Ui, hình như là cái tên phong cận SE này đang có âm mưu chế tạo thêm nhiều phong cận hơn để xâm chiếm thế giới bạn ơi. Nhìn nè, quá trời phong cận luôn. Trời. Ôi ôi, nguy hiểm thật sự luôn á. Nhưng mà sao tôi nhìn mấy con heo tôi thấy sao nó vẫn là mấy con heo mà. Ê, nó vẫn là mấy con heo chạy bộ này Phong ơi. Sao nó cái là phong cận SE mắc cái gì đâu mà quá trời heo trong đây vậy. Gì kỳ vậy? Trời, ông không biết gì hả? Phong cận SE là do tôi gọi là chế tạo ra, hiểu không? Mà mấy con heo này nè là nó chạy bộ như thế này nè để nó khởi động cái máy này lên, ông thấy không? Bên trong có một phong cận này, thấy không? Bây giờ trời ơi là trời. Sao đây vậy luôn vậy? Nó bắt chạy dữ vậy? Để tôi đập thử cho mấy ông coi nè, đây coi nè nha, đập ra nè, đập nè. Một tí nữa ông thấy có điều này bất ngờ lắm nè. Bùm. Đó thấy không? Trời ơi, ông biến thành cát bụi luôn. Đó. Trời ơi, dữ vậy. Bởi vậy cho nên mới nói rằng là đây chỉ là những gọi là mô hình phong cận thôi. Nếu như những cái mô hình này mà biết cử động ha thì chắc chắn phong cận SE sẽ chắc xâm chiếm thế giới luôn, biến cái thế giới này thành thế giới của phong cận luôn. Cho nên bây giờ chúng ta phải ngăn chặn cái tên phong cận SE này lại. Đó, thấy không? Biến thành cát hết nè. Trời ơi, Phong ơi, Phong ơi, giờ tiện thể mình cũng đang đói. Phong, giờ có đây có cái gì thịt heo rồi, giờ mình làm thịt heo ăn tạm không? Trời ơi, bây giờ ông muốn đi giải cứu Simmy, Sammy hay là ông muốn đi ăn thịt heo? Thịt heo ngon quá, thịt heo ơi. Heo ơi. Nè, tôi nói ông nghe nè, bọn mình đang đi giải cứu Sim Sam. Heo ngon thiệt. Hãy cho miếng ơi, trời ơi. Miếng này đó, anh đi ăn. Thôi thì bọn mình kiếm tí thịt heo của mình, trong lúc mình đi mình đói mình ăn thì cũng được. Thôi mệt quá, tầm sàm quá. Bây giờ bọn mình phải giải cứu Sim Sam nhanh nè, mấy ông nội ơi, qua đây nhanh lên. Qua đây. Đi thôi, đi thôi. Qua đây. Trời ơi. Ủa, chỗ này gì vậy? Tôi nhớ rồi. Bình thường á, mà tôi hay xây nhà an toàn á, là tôi sẽ xây rất là nhiều những cái bẫy để tiêu diệt quái vật. Còn lần này á, là khác ngược lại nha các bạn nha. Đó chính là quái vật sẽ xây những cái bẫy để tiêu diệt mình, Kairon và Mai Đen các bạn ơi. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Cái này chắc chắn là những cái bẫy nè. Ở đây có cái nhà màu đỏ, nhà màu xanh, nhà màu vàng, với lại màu xanh dương đó nè. Ủa mà cái nhà này là gì vậy ta? Để vô xem coi. Ủa? Có thấy gì đâu ta? Nhà trống trơn à, trống trơn, không có gì trơn luôn. Từ từ, để qua bên mấy cái nhà bên đây xem thử coi. Nhà bên đây sao? Ủa? Cũng không có gì luôn. Không có gì luôn. Trơn vậy? Hả? Ủa, tôi không tin nha, nhiều khi trong nhà này nó có bẫy á, cẩn thận á nha. Ừ, coi, không có gì hết nè. Bên đây có gì không? Ủa? Sao mấy cái nhà này không có gì nhà luôn? Nào có gì hết trơn vậy? Kỳ vậy ta. Từ từ, ông ra ngoài thử coi Mai. Để tôi xem coi. Cái này đích thị là phòng ngủ của mấy của con phong cận SE nè. Không, tôi không nghĩ đó là phòng ngủ, tôi chắc chắn là nó có cái điều gì đó bí ẩn ở đây nè. Có bạn fan nào biết là cái phòng này nó làm gì không? Bạn comment cho mình biết coi chứ Phong mà Phong không biết gì hết trơn luôn á trời. Để Phong suy nghĩ coi. Từ từ để xem coi cái phòng này có gì bất ngờ không ta. Ôi cái. Cái cùng gì đó Phong ơi. Hình như ở bên này tôi thấy nó có một cái block nó khác màu nè, phải không? Hả? Ủa từ từ, để mình đặt nó được không? Ui, mình đặt nó được nè. Một cái rương. Từ từ, chắc chắn bên trong cái rương này phải có cái gì đó nè, để tôi lên tôi xem thử. À, thì ra nó để một cái rương trên đây để gọi là một cái cần gạt. Chìa khóa. À, thì ra là như vậy. Cái căn phòng này là để chứa chìa khóa các bạn ơi. Ok, từ để tôi mở cửa thử coi. Cái đi ra. Mở cửa thử nè. Hey. Ủa, cái gì? Hả? Vẫn nhiều cửa vậy? Cửa đó hả? Nhiều quá đó. What the hell? Vậy là
là trong mỗi cái phòng này là sẽ có một cái chìa khóa khác nhau các bạn ơi. Bọn mình phải kiếm được hết đủ gọi là 4 cái chìa khóa trong 4 căn phòng này. Thì vậy là chúng ta còn 3 cái chìa khóa nữa. Chúng ta còn 3 chìa khóa nữa mới thoát ra khỏi đây không ơi? Đúng rồi, mình có tận 3 chìa khóa lận. Bây giờ mình thử qua bên đây coi. À, nhà màu xanh nè, để coi coi. Qua qua bên đây coi. Cái kiếm phụ phong coi cái chỗ mà chìa khóa chỗ nào vậy? Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, tôi thấy bên này nè Phong ơi, qua đây qua đây qua đây. À, đâu, bên này bên này đâu? Đâu có vậy? Mày kiếm được hả? Bên nào đây? Đây. Ui, có phải không xem ui, xem. Phải hay quá. Rồi tiếp. Chìa khóa rồi. Bây giờ phòng bên này để xem coi phòng bên này là chỗ nào vậy ta. Qua đây. Bây giờ nè tôi nói ông Mai nè, ông phải đi theo bọn tôi, ông không được đi lung tung. Ông đi lung tung rồi lỡ Phong cận SE bắt ông ăn thịt rồi sao? Hiểu không? Ở gì kìa? Đi kế mấy ông luôn. Ok. Ăn thịt sợ quá. À đây thấy là trời ơi, nó ở trên đây vậy mà cái nó không thấy. Trời ơi, trời màu của Simmy mà cái mình nó thấy rồi. Mình thấy rồi nhưng mà mình giả bộ thôi. Ủa vậy luôn giả hả? Giả bộ hả? Thiệt luôn nghe trời. Hai cái cần gạt rồi. Ok, còn cái nhà nào mà chưa có ta? Còn nhà nào chưa có? Đó, nhà màu đỏ. Nhà màu đỏ là không ơi, nhà màu đỏ là tôi đúng. Bạn bình tĩnh, để mình kiếm cho cái màu này là cái màu của mình. Chắc chắn mình phải kiếm ra được. Đâu, đâu cay kiếm đi. Trời ơi, bây giờ mà cay không kiếm ra được nữa là coi như cay bỏ luôn màu đỏ nha cay. Yên tâm, không thể nào đâu. Hả, tôi mệt, tôi nãy giờ ông kiếm nãy giờ không ra. Nó nằm đây đâu rồi. Đâu chơi đó. Ui giời ơi. Tôi thấy rồi nè. Trời ơi, trời ơi, thanh niên không cần SE này chơi cú lừa để trong góc gì sao ai thấy. Trời ơi, ông rõ ràng ông là cái người kia để tôi kiếm cho, xong cuối cùng ông kiếm mãi không ra để tôi đứng đợi nãy giờ. Trời ơi, tàu lao quá. Ra đây, ra đây, mình qua bên màn tiếp theo nhanh lên, không thôi tí nữa bọn nó ăn thịt Simmy với Sammy luôn á. Trời ơi trời, đi qua đây nhanh lên mọi người, nhanh lên. Wow, qua thử thách mới nè. Ủa khoan, từ mọi người, sai ta? Sao tôi thấy có gì đó sai, hình như là có gì đó là lạ ở đây nè. Ủa, chuyện gì lạ vậy ta? Ủa, khoan từ, ủa gì đây? Ủa? Sao cái cửa? Sao cửa to vậy? Cái gì vậy? Ủa là cái sao cái cần gạt cái to vậy? What the hell? Ê, ê, hình như tụi mình bị thu nhỏ lại rồi mọi người ơi. Ủa, hình như là bọn mình bị biến thành tí hon rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời, thì ra là cái bẫy này là cái bẫy của Phong cận SE chắc luôn nè. Biến bọn mình thành tí hon để cho bọn mình khó vượt qua được cái nhà an toàn này nè. Trời ơi, thật sự luôn á, tức ghê luôn á trời. Không xong rồi mấy ông ơi. Bây giờ bọn mình á, bọn mình phải tìm mọi cách để nhanh thiệt là nhanh qua bên kia giải cứu Simmy với Sammy. Không thôi á là bọn mình cứ chậm trễ thế này, bảo đảm luôn á là Simmy với Sammy sẽ bị Phong cận SE biến thành món cà ri chấm bánh mì luôn á. Không được đâu, nhanh lên. Ồ, nhảy vô đây. Không được chậm trễ nữa. Đi đúng rồi, qua đây. Trời ơi, ui trời, ra chỗ này có chỗ đi để game mình bắt cua nè. Rồi. Ừ, game này dễ với ha, Cairon ha. Trời ơi, Mai ơi, tôi nói thiệt luôn nha, tính ra là tôi thấy ông còn giỏi hơn Cairon á. Mặc dù là Cairon chơi game Minecraft trước ông, mà tôi thấy ông còn giỏi hơn từ nãy giờ, có mỗi mình cai ta. Trời ơi, Cairon là chỉ được cái gáy rồi, vừa gáy xong cái là té xuống dưới. Gáy rồi, gáy rồi, mấy bạn nhìn mình nè, đó, giờ mình nhảy qua là đó. Trời ơi, hay quá vậy. Đấy, giờ tôi qua được luôn nè. Vậy sao hồi nãy không chịu hay y như vậy đi, té làm gì rồi. Tôi bị trượt chân. Trời ơi, mọi người, bên này có một cái lỗ nhỏ nè, mình chui qua đi. Ui, mọi người ơi, ở bên dưới này là nguyên một cái biển lửa nè, mọi người cẩn thận nha, có chừng rơi xuống dưới á. Trượt chân. Okay. Hình như tôi mới thấy ông Mai ông nhảy xuống luôn. Trời ơi, Mai là Mai tôi thề luôn, tôi mới vừa khen ông xong cái ông té nữa. Trời ơi, chắc từ nay mình không dám khen ai luôn. Đứng đây nó trơn nè, trời ơi. Trời ơi, nãy chửi tôi, nãy chửi tôi ghê lắm. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Phong ơi là Phong, lên lại đi. Trời ơi là trời, khổ thiệt luôn á, lại lần nữa nha bạn nha, té hoài luôn á. Huy, thôi tạm biệt mọi người, tôi nghĩ là tôi sẽ té tiếp rồi. Ê, tôi bị kẹt rồi, cứu tôi nhanh lên. Trời ơi, đó, đó, đây, bây giờ tôi sẽ đẩy ông xuống bằng tôi sẽ cứu ông bằng cách đẩy xuống nha. Đó, ê, tôi không di chuyển được. Trời ơi là trời, bực thiệt luôn á, từ nãy giờ tàn lỗi không à, làm lại nè, kiểu này là sim sam là đợi mình lâu quá rồi là chắc là giận bọn mình luôn á mọi người. Qua đây nhanh lên. Cái ơi, sao ông chuyện tôi trời? Cái gì vậy ơi? Sao mà hai ông bạn của tôi từ nãy giờ té hoài vậy ta? Đây, tôi nhảy qua trước cho mày coi luôn nè. Trời ơi là trời, khổ ghê. Hey. Trời ơi, hai ông bạn của tôi ơi, nhanh lên, qua đây nhanh đi. Trời ơi là trời. Ai đó trời. Cái gì vậy mày? Khổ ghê. Nhanh lên, qua đây nhanh lên. Đây tới. Đó, mượt chưa? Vậy mà. Rồi, bây giờ tiếp nè, tôi khổ mấy ông quá, có xíu vậy thôi mà nhảy qua té hoài luôn á trời. Rồi, nhanh lên mấy ông ơi, chậm chạp lời mời quá, qua đây. Trời ơi. Ok rồi, tiếp theo là gì đây? Ui, bên dưới này nó có cái nước gì nè. Tôi cá chắc cái này là sẽ là nước axit luôn á, rơi xuống dưới là coi như là. Ê, này là city đó mày. Mày city. Ủa, city nè. Biến thành xương luôn á. Xuống luôn. Ê, cái gì? Mai. Cái gì? Trời ơi là trời, cái vụ ông Mai rồi. Rồi.
đó. Qua đây. Ê, hey, hey, hey. Rồi ok rồi, tôi xuống rồi nè. Qua đây nhanh lên. Đó, đấy, tôi nhảy chuyên nghiệp nè. Cái này dễ, tôi chuyên nghiệp mà các ơi. Đó, qua mọi người. Đó, đơn giản mà. Tính ra nha, là cái nhà an toàn của Phong Cận SE nè các bạn, hơi bị nguy hiểm luôn. Từ nãy giờ bọn mình bị té, bị gọi là đăng xuất khỏi trái đất mấy lần luôn á trời. Khổ ghê luôn á. Cố lên. Bây giờ mà tôi nghĩ là cái này là mạng cuối cùng rồi, chắc là mình qua bên kia là mình sẽ cứu được Sim Sam á. Qua đây mọi người, qua đây. Bên này nè. Đi thôi. Cái lên cái ơi. Nhanh lên cái ơi, trời chậm chạp lời mời của tay. Rồi, qua đây. Ủa gì? Ui mọi người, tụi mình biến to lại rồi nè. Hình như là bọn mình biến to lại rồi nè. Ui trời ơi, vậy là có nghĩa là có nghĩa là chỉ có ở bên này thì bọn mình mới bị thu nhỏ thôi, qua bên đây bọn mình biến to lại rồi. Trời ơi, may quá, may luôn. Ê, nhưng mà khoan, từ giờ mình có thu nhỏ hay biến to thì làm sao mình vượt qua đây được? Cái gì mà nguyên cái biển lửa vậy, sao nhảy qua được trời? Ủa, tôi tưởng đâu cái này là phải là bắt cua gì đó chứ giờ không có cái gì luôn á. Không thấy cái chỗ nào để mình bắt cua qua luôn á trời. À khoan, từ tôi có cách rồi. Mai ông nhìn bên dưới này có cái gì nè mai. Trời ơi, Phong ơi, bên dưới có gì rồi Phong? Bên dưới đây là tàn dầu với lửa mà, sao Cai xuống vậy? Cai tính tiêu diệt mình đúng không? Nhưng mà xin lỗi Cai, mình biết bắt cua. Ây, bắt cua đi. Ây, giữ, lại. Ghê. Ây, tôi bị cháy lửa, tôi không bắt cua được. Giữ. Thôi, tôi chấp nhận là số phận đăng xuất khỏi trái đất các bạn ơi, chứ mình bị cháy lửa mình không bắt cua được các bạn à. Ôi, Phong chạy thẳng qua kia được luôn kìa. Đây tôi hợp lý nha. Tôi chạy thẳng qua đó thử. Thử đi bạn. Cố lên. Cái xuống thử luôn trai. Xuống thử đi trai. Xuống thử luôn. Tôi. Hình như là không được mấy ông ạ. Cố lên trai ơi, hay quá trai ơi, chạy qua đó luôn. Đúng rồi, hợp lý quá luôn trai ơi. Trời ơi, Kairon là một cậu bé có nghị lực phi thường, có thể chạy qua bên kia nhưng mà làm sao lên được. Ủa rồi sao ông lên được giờ mai? Rồi xong Kairon bay màu. Hello Kai luôn. Trời ơi là trời. Cái máy này khó quá à. Khó quá ta. Ủa khoan tự. Ê, tính ra từ nãy giờ bọn mình không để ý đây, ở chỗ này có cái rương luôn á mấy ông. Sao bọn mình nước cái gì? Đâu, xem có gì trong này vậy? Có gì em này vậy? Ui vậy? Cái này là gì đây? Ui. Cái này là một cọng dây. Ui. Thì ra như vậy bọn mình có thể đu cọng dây này, bọn mình nhảy qua. Ôi trời, hợp lý. Okay. Ê, nhìn giống như Spider-Man vậy á, giống không? Giống như là Spider-Man vậy á. Mà sao ông Kairon nhảy ông rơi xuống dưới rồi? Ôi giời ơi. Kairon lên, Kairon ơi, chết rồi bây giờ Kairon ơi. Sao Kairon không lên được? Đâu, để tôi thử xem. Trời ơi. Ôi, nhìn ông Mai kìa. Có lên. Trời ơi, tăng sức nữa bây rồi giờ mình, bây giờ mình đang bị đu đưa ở đây nè Phong. Cái gì vậy Cai ơi, là Cai. Thôi mấy ông lên đây giùm tôi cái đi. Thôi mấy ông cho lửa đốt đi. Mấy ông lên đây lại thêm lần nữa giùm tôi đi. Chứ giờ mấy ông bên dưới thì sao tôi qua bên kia một mình được. Lên đây. Rồi ok. Trời ơi, khổ quá trời khổ luôn á. Thôi được rồi, bây giờ mấy ông coi tôi nè. Tôi biết cái trò này rồi. Tôi hay coi Spider-Man lắm, cho nên tôi biết cái nguyên lý hiểu không? Khi mà Spider-Man bay á thì chắc chắn á là sẽ gọi là có một cái đoạn á Spider-Man sẽ buông cái tơ nhện ra, sau đó bắn một cái tơ nhện khác. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải vừa bay vừa bắn hiểu không? Đây coi tôi nè. Hey. Đó, giờ tôi bám cái thử này nha. Ui. Rồi. Ui ghê. Ôi, bây giờ nè, mấy ông phải lấy đà hiểu không? Ây da, tôi đập mặt vô bức tường rồi. Hey. Ui, bám tiếp nè. Tôi. Ghê không? Mình phải vừa đưa mình vừa bám. Ê, tôi qua bên kia cho qua. Đẳng cấp quá. Ôi, nè thả dây nè, bắn tiếp nè. Ôi, ghê chưa? Đẳng cấp quá vậy. Đẳng cấp chưa? Ui, rồi. Thả dây nè, bắn nè. Ê mà Phong ơi, có bị chóng mặt không Phong ơi? Tôi bị tiền đình Phong ơi. Thật ra cũng chóng mặt lắm á. Tôi đang bị ui. Rồi xong. Ôi trời ơi, đã tới cuối cùng rồi nhưng mà vẫn trời ơi, còn có xíu nữa là qua được mà vẫn té luôn trời. Ơi, khổ thiệt sự, để giải cứu được bà Sim bà Sam sao khó dữ ta. Thôi bây giờ mình về nhà đi mấy ông. Khỏi cứu đi. Về luôn đi, kệ đi. Kệ đi. Khó quá bỏ qua đi. Trời ơi là trời, thôi đây. Để tôi làm mẫu mình cho coi. Mình có kinh nghiệm gọi là 10 năm coi Spider-Man, nhìn mình nè. Ok, rồi bây giờ Kai làm mẫu đi, tôi làm mẫu nãy giờ thất bại rồi. Spider-Man. Hay quá. Spider-Man. Ui ghê. Gì đánh vậy? Ui trời ơi, tôi qua được nè. Quá rồi. Mai bây giờ ông coi tôi rồi nha. Ui.
Trời ơi Phong ơi, sao nãy đăng chấp lắm mà Phong ơi. Rớt xuống dưới rồi. Thật ra cái này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi Mai à. Tôi không muốn đâu, coi tôi lại nè nha, coi tôi làm lại lần nữa nè. Ôi trời ơi, quên quá, phải thể hiện lại trong Mai con được. Ôi ôi ghê 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 giữ vậy giữ vậy giữ vậy ôi Spider-Man đẳng cấp vậy trời. Đó 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 hello hơi hơi hay quá Hồng ơi. Rồi thêm lần nữa bị kẹt ơi, bị kẹt ơi, rồi kẹt rồi kẹt hơi ấy con qua được rồi. Mai bây giờ tới lượt ông đó. Ủa ông đâu rồi? Ủa đây rớt xuống dưới nữa rồi. Trời ơi, không tin luôn, sao cứ rớt hoài vậy trời, khó quá à. Sao tôi cứ thấy ông ở dưới biển lửa hoài vậy Mai? Trời ơi là trời. Trời ơi, báo Mai, báo quá. Báo quá, báo à. Trời ơi. Cố lên, làm lại lần nữa nè Mai ơi, cố lên. Bây giờ tôi sẽ cố qua nha bây giờ. Lên nè. Tôi thấy ông đang ở xa quá. Tao cứ rớt xuống hoài trời, khó quá à. Thôi bây giờ vậy. Em đây khó quá. Để tôi qua, tôi cổng ông qua, tôi khổ ông quá. Trời ơi, sao tôi thấy tôi giống như là gánh nặng của mọi người vậy trời. Ủa chứ còn gì nữa, ông là gánh nặng chứ còn gì nữa. Báo quá báo à. Trời ơi, báo nữa rồi. Leo lên. Bây giờ tôi sẽ lên ông nha. Rồi, được rồi. Thôi, ông leo lên chưa? Rồi, lên rồi. Leo đúng không? Ok rồi. Qua nè. Ui, cẩn thận nha. Giữ đăng cấp, đăng cấp. Coi chừng bị té đó. Ui. Trời, trong mặt quá cha, trong mặt quá Phong ơi. Ok, qua nè. Ủa rồi mọi người đâu? Ủa? Đây mình đây các bạn. Mình đây. Mình đang múa, mình thích đu dây, mình múa tiếp đó mà. Ủa rồi còn Mai đâu? Hả? Đây. Trời ơi là trời. Rồi ok, bây giờ bọn mình cũng đã qua được màn tiếp theo rồi. Trời ơi, mừng quá. Ôi khoan, rồi mọi người ơi. Tôi nghi lắm nha. Bình thường á là vượt qua được 2-3 màn như thế này nè, là sắp tới sẽ đến với một cái màn tiếp theo là màn có quái vật. Cho nên là có ai mang kiếm không? Có ai mang kiếm không? Cho tôi mượn cái kiếm với. Mỗi người một cái kiếm hả? Kiếm kim cương được. Mỗi người một cái. Nhưng mà tôi không có. Tôi quăng ông xuống lửa lại nha Mai. Ê Phong ơi, mình có cái cây này nữa không? Hả, cây gì? Trời ơi, cái cây này là cái cây cuốc để mình trồng lúa mà sao mà mình dùng được. Tào lao quá. Trời ơi, sao tiện được cái cuốc vậy trời. Dùng cây cuốc của mình. Thôi, hồi nãy tôi mới thấy ông cây đòn, ông có gì kiếm để ông chém thịt heo nè. Rõ ràng đầu video nè. Đâu, mang ở đây đi trời ơi. Đã giấu kỹ lắm giấu rồi, còn xinh nữa. Trời ơi, mỗi người một cây luôn. Hình như ông có nhiều mà. Lại còn một cây nữa hả? Trời đất ơi, giấu kỹ lắm rồi. Rồi ok, được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bên màn tiếp theo để coi màn tiếp theo là gì nha các bạn nha. Rồi để tôi mở cửa xem nè. Quái vật đâu? Tiến lên đây. Đâu? Ủa? Sao bên này không thấy con quái vật nữa trơn mà toàn đường. À tôi biết rồi Kai ơi. Cái kiểu này á là chắc chắn là lại tiếp tục là tìm cần gạt chứ gì. Cần gạt nằm trong mấy cái rương này chứ đâu. Ok mở xem. Ủa sao vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ui. Sao người mở một cái là nó nổ hay sao á? Hình như là mấy cái rương này là quái vật đó mọi người ơi. Trời ơi, tôi đoán đúng mà. Vậy là mình phải chọn đúng cái rương, mình mà chọn sai cái là nó xiển nó quái vật á. Rồi bây giờ à thì ra là vậy. Thử cái rương này coi. Ủa cái rương này cũng là quái vật luôn. Trời ơi gì vậy? Quên đâu. Mày nè, tôi bắn tơ đó. Phong Cận đã bị đánh chết bởi Mai Đen. Hay quá Mai ơi, mày báo quá. Báo nữa. Trời ơi, tôi khổ ông Mai này ghê luôn á. Tạ quá trời tạ. Ơi bây giờ mọi người mở hết tất cả rương luôn đi để coi cái rương là rương thật nè. Mở hết luôn. Đúng rồi, rương bên này luôn. Đó, mở hết. Mở. Ủa sao không thấy cái rương nào rương thật vậy ta? Ôi đây nè. Ôi đây nè. Ôi tôi lấy được cần gạt rồi. Được rồi. Bây giờ bọn mình đánh nó đi, đánh hết cái con quái vật đi. Quái vật của chúng tôi. Ấy da. Xin lỗi ca. Chết phải Phong Cần. Xin lỗi ca. Phong Cần đau quá, Phong Cần ơi. Tôi lỡ tay mà, làm gì căng thẳng vậy? Tính ra tôi lỡ tay mà. Ai tôi lại muốn chết ông Mai. Chạy. Chết ông Mai rồi. Ông báo quá. Xin lỗi. Ơi quýnh phụ tôi đi mấy ông chạy vòng bà vậy. Ok, rồi. Ui trời ơi, mày quá lụm hết mấy cái linh hồn của nó lại nè. Lụm hết. Rồi ok. Lụm hết luôn. Ơi bên này còn một con nè. Mày nè. Ôi trời ơi. Xong. Trời ơi mệt quá mấy bạn. Xong rồi mệt đó. Cuối cùng cũng xong rồi. Ôi một hai từ hình như. Ui. Bên này nó có cái đất màu đỏ. Ui nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Mai ơi, tôi nói cho ông biết nè, hình như bên này là
bên này là mạng cuối rồi đó, hình như mạng cuối là sẽ gặp Phong Cận SE đó mày ơi. Trời ơi, một con quái vật rất là đáng sợ. Bây giờ cái tên Phong Cận SE rất là đáng sợ, cho nên tôi nghĩ ra có một cái kế hoạch nhá này nha. Bây giờ thế này nè, ông Mai, ông sẽ là người gọi là chạy lên để tiêu diệt quái vật, còn tôi Kairon sẽ đứng phía sau giải cứu Sim với Sam, được không? Chạy lên phía trước. Khoan. Ủa nhưng mà tại sao tôi phải chạy lên phía trước? Phong Cận SE rõ ràng nguy hiểm mà. Thì tại vì ông là người mới cho nên ông phải gọi là hy sinh vì đồng đội, ông phải chạy lên phía trước để ông cản nó lại cho tôi cứu Sam với Sim. Hy sinh vì đồng đội? Ê nhưng mà khoan nha, Sam với Sim là bạn gái của hai ông mà, mắc gì kêu tôi chạy lên trước trời. Gì kì vậy? Ôi, bây giờ mình phải thể hiện đi, trời ơi. Trời ơi, cái ông này nhát gan thiệt luôn á, trời, trốn luôn rồi, trời, rồi xong trốn luôn rồi, trời ơi. Mới hù ổng có xíu, ổng trốn mất tiêu rồi bạn ơi. Mình về đuổi khỏi làng luôn không? Ừ, mình về mình đuổi ông Mai ra khỏi làng đi. Cái gì thành viên mới mà kiểu này là chết rồi, thành viên mới gì đâu. Mình mới vừa nói hy sinh lên giải cứu đồng đội gì mà thôi mà chạy mất tiêu rồi, vậy là không được rồi. Trời ơi, kiểu này là phải nói với anh Dịch gọi là nói chuyện lại với Mai mới được, kiểu này là không được. Trời ơi, nhát gan quá ông Mai này. Ok, thôi không sao, một mình với Kairon thôi là đủ có thể tiêu diệt được cái tên quái vật này rồi. Kairon sẵn sàng chưa? Chơi luôn bạn ơi, chơi luôn. Rồi bây giờ hai đứa mình cùng qua bên đây để giải cứu Simmy với Sammy nào. Cái đó, let's go. Ôi, qua đây đi thôi. Cuối cùng thì cũng đã gặp được người quen rồi. Phong Cận SE. Hey, tính ra từ sáng giờ ta và cái đó đã tìm ngươi rất là lâu, tại sao ngươi dám bắt? Cái nhìn ở phía trên kìa, hình như là Simmy với lại Sammy kìa. Ui Simmy, Sam ơi! Trời ơi, Sam ơi, yên tâm đi, tôi sẽ cứu Sam, yên tâm đi. Ôi trời ơi, cái tên quái vật Phong Cận SE này. Nè cái tên kia, tại sao ngươi lại bắt Sam với lại Simmy hả? Thì ra là ngươi bắt Simmy với Sammy là mục đích là để cho ta vào trong cái ngôi nhà an toàn này của ngươi để ngươi tiêu diệt ta hả? Nhưng mà xin lỗi ngươi nha, ta đây không bao giờ mà có thể chịu thua ngươi dễ dàng vậy đâu. Bây giờ ta đã gặp được ngươi rồi. Ngay lúc này ta sẽ tiêu diệt luôn ngươi luôn để cho ngươi không bao giờ có thể hãm hại hay bất cứ ai nữa. Còn bây giờ thì có giỏi thì nhào đi, một chọi một với ta nè. Không, Kai ơi, bây giờ tôi nói Kai nghe nè. Bây giờ nha, tôi sẽ nhào vô, tôi một chọi một đánh với con quái vật Phong Cận SE này. Còn Kai, nhưng lúc đó Kai hãy tìm mọi cách để giải cứu Simmy Sammy nha. Rồi ok, nhất trí vậy đi. Nhưng mà bây giờ Phong ơi, ông phải cẩn thận nghe chưa? Yên tâm, tôi sẽ gọi là anh hùng, tôi đấu một chọi một với tên này luôn. Bây giờ thì 1, 2, 3, tiến lên. Phong Cận SE này. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng máy bắn tên để lên giải cứu Sim Sam đây. Đúng rồi nha. Ông lên trên đó đi, tôi đang giữ chân cái tên này. Bây giờ tôi sẽ bấm tường leo lên. Rồi bấm tường không được rồi, chết nữa rồi. Ai da đâu quá. Trời ơi, tập lên chỗ đây đó. Bây giờ tôi sẽ. Ai da, trời ơi, đau quá. Trời, cái tên Phong Cận SE này đánh tôi mất tiêu rồi. Cái ơi, cố lên từ từ tôi chỉnh. Trời sáng. Này Phong Cận SE này ăn thêm đau nữa. Ăn thêm một đau nè, sợ chưa? Ôi. Trời Phong ơi, cái tường này của nó nó làm chặt quá, tôi không hủy ra được. Ôi trời ơi, ông cố lên Kai, ông cố lên. Cái tên Phong Cận SE này cũng mạnh quá, tôi quýnh hắn ta nãy giờ, hắn ta bị gì hết ta. Ui, rồi hắn ta bị cháy rồi. À, bị cháy rồi đúng không, sợ rồi đúng không? Sợ chưa? Cái tên Phong Cận SE này, có giỏi lại đây. Chết nữa rồi, trời ơi, tức quá. Tức quá trời tức, hơi bắn tơ nè, hơi leo lên nè. Vừa đu dây vừa bắn nè, vừa đu dây vừa bắn nè. Bây giờ tôi sẽ cầm cái cọng dây ở bên tay này, tôi vừa đu dây tôi vừa bắn cho cây coi. Tôi gần đập xong rồi, cố lên Phong ơi. Tôi gần đập xong rồi. Yes, mình đập xong rồi Phong ơi. Cố lên, bây giờ tôi sẽ đứng đây bảo vệ cho em xem sao cho. Ok. Phong Cận SE nè. Bây giờ giải cứu được xem sao rồi, ta không sợ tôi đâu. Nhào vô. Đúng rồi, đánh. Trời đau quá. Trời ơi bạn ơi, cái tên Phong Cận SE này mạnh quá, mình không thể nào mà tiêu diệt hắn được. Nhưng mà hồi nãy mình đã nói rồi, một mình sẽ tiêu diệt hắn. Mình không muốn gọi là Kairon gặp nguy hiểm khi mà đánh nhau với hắn đâu, cho nên một mình sẽ tiêu diệt hắn thôi. Nhưng mà bây giờ hắn ta mạnh quá,
làm cách nào được thắng lại được hắn ta đi trời. Phải suy nghĩ thôi, có cách nào không, làm cách nào bây giờ, hắn ta bây giờ to như là con voi vậy, còn mình nhỏ như con chuột vậy làm sao? Hắn ta to như con voi, còn mình thì nhỏ như là cái con chuột. Có cách rồi, ngày xưa mình đã từng đọc một cái câu chuyện, một con chuột thách đấu với một con voi và con chuột đã giành được chiến thắng. Hình như cái cách đó, hợp lý, mình nhớ ra cái cách đó là cách nào rồi. Được, mình sẽ sử dụng cách đó. Hay. Tên Phong cận é ra kia, để tao một chút xíu. Đúng rồi bạn ơi, bây giờ mình phải quay lại cái đường hầm kia để mình thu nhỏ người mình lại. Nhanh lên. Mấy bạn ơi, mình thu nhỏ lại rồi nè. Bây giờ cái tên Phong cận kia sắp gọi là bị mình tiêu diệt rồi bạn ơi. Hey, mấy bạn có biết lý do vì sao Phong lại thu nhỏ lại như vậy không? Hồi nãy á, là Phong đã còn to mà Phong còn đánh không lại hắn nữa. Bây giờ Phong thu nhỏ thành tí hon để làm gì bạn biết không? Có cách hết. Các bạn xem Phong này nha. Phong cận é ra, nhào vô. Nhảy vô lỗ tai ngươi nè. Ê, hay, chạy. Trời ơi mấy bạn ơi, mình đã nhảy vô được cái lỗ tai của cái tên Phong cận nghe te kia rồi. Mấy bạn có biết cái câu chuyện gọi là con chuột đấu với con voi không bạn? Câu chuyện đó kể rằng là con chuột đã chui vào trong cái lỗ tai con voi, sau đó cắn xé ở bên trong khiến cho con voi bị đau, con voi thua luôn. Bởi vì con voi nó không thể nào thò tay vô, nó móc lỗ tai ra được bạn ơi. Bây giờ mình chui vô lỗ tai của Phong cận ET rồi. Bây giờ mình chỉ cần dùng kiếp. Mình kiếp. Cái gì vậy? Cái gì bên trong tai nó vậy? Tại sao lại không vậy? Tên tại sao ngươi lại chui vô lỗ tai của ta? Đau quá. Đau quá, cái gì bên trong lỗ tai của ta vậy? Cái tên Phong cận đen đen này, tại sao ngươi chơi xấu quá vậy? Tại sao lại chui vô lỗ tai của ta? Đau quá. Trời ơi, rồi xong chết queo luôn, rơi từ cái lỗ tai của tên quái vật rơi xuống dưới xong chết queo luôn bạn ơi. Ôi, nhưng mà không sao, dù gì mày thì mình cũng đã tiêu diệt được cái tên gọi là quái vật Phong cận ET rồi. Ơi cái đó ơi, ông có đập được cái lồng ra chưa? Yên tâm, tôi đã bảo vệ được hội chim hồi nãy rồi, trên đây rồi nè. Ok. Ôi trời ơi, mừng quá bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Simmy với lại Sammy rồi, mừng muốn chết luôn á trời. Ok thôi được rồi, bây giờ mình cũng mệt lắm rồi, bây giờ mình sẽ giải cứu hai nàng công chúa này về lại làng Hero Team, sau đó mình sẽ kết thúc video tại đây chứ giờ mình mệt lắm rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và anh em thấy cái cách mà mình tiêu diệt cái tên Phong cận ee này có hay hay không, có thông minh hay không thì bạn hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì giải cứu hai nàng công chúa sau đó về nhà thôi. Mệt quá. Ê, hai nàng công chúa ơi, Sammy đáng yêu của tôi ơi. Hello team.